Đá lát sân trắng muối tiêu khò nhám thuộc họ magma, chủng loại granite có độ dày tương đương 2 cm để đảm bảo chịu lực xe ô tô lăn bánh và dừng đỗ. Đá muối tiêu tông màu chủ đạo trắng xám có lấm tấm đen to nhỏ như hạt tiêu. Bề mặt đá được gia công khò nhiệt tạo độ nhám giúp chống trơn trượt kể cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa lạnh. Hỏi, đá lát sân muối tiêu khò nhám có ưu điểm gì? Trả lời, ưu điểm đá muối tiêu khò nhám lát sân: chống trơn trượt tuyệt đối, chống rong rêu, chịu mưa, gió thời tiết khắc nghiệt, chịu lửa, chống cháy. Màu đá tự nhiên, nguyên bản theo thời gian đến hàng trăm năm. Hỏi, đá lát sân muối tiêu hợp với những không gian sân vườn hay phong cách thiết kế nào? Trả lời, đá lát sân muối tiêu có màu sắc hiện đại, thanh nhã nên phù hợp với đa số phong cách thiết kế từ hiện đại đến tự do. Đá muối tiêu lát sân với các không gian sân hẹp giúp tăng độ rộng của sân, do cảm quan màu trắng và vân đá gần như đồng nhất. Với các công trình sân diện tích lớn, đá muối tiêu khò có độ nhám khiến cho sân không dễ trơn trượt, thích hợp với các công trình mang tính chất công cộng nhiều người đi lại thường xuyên như các trung tâm thương mại, sân và đường tổ hợp khu nghỉ dưỡng, công viên cây xanh, sảnh và sân chơi các khu chung cư đông đúc. Hỏi, lưu ý trong quá trình thi công đá trắng muối tiêu khò nhám lát sân. Trả lời, đá muối tiêu khò nhám lát sân khổ 30 x 60 dày tương đương 2 cm, thông thường lát dạng so le 1/2 hoặc 1/3 theo chiều dài 60 cm. Đá lát sân trắng muối tiêu lát so le 1/3. Để đá có thể chịu lực tốt, ô tô dừng đỗ và lăn bánh thường xuyên trước khi lát cốt nền phải đảm bảo tối thiểu từ 5 đến 7 cm đổ bê tông. Đá lát sân muối tiêu là đá tự nhiên cắt xẻ nên có độ sai lệch tương đối, thường là cộng trừ 2 mm, nên thợ nên lát bằng vữa sống, vừa lát vừa căn chỉnh thêm và bớt xi vữa để tạo độ bằng phẳng cho mặt sân. Mạch để giữa để tối thiểu 0,5 cm, tránh trường hợp sau do nhiệt độ ngoài trời thay đổi khiến đá và cốt nền co ngót, do thành phần cơ sở khác nhau nên độ co ngót khác nhau, nếu mạch khít hoặc sát quá dẫn tới việc đá bị đẩy trồi lên, xe đi vào có thể ộp hoặc vỡ đá làm giảm giá trị thẩm mỹ của công trình.